Venture. Venture. Wealth. Wealth. Fortune. Fortune. Prestige. Prestige. Effect. Effect. Ritual. Ritual. Argue. Argue. Funeral. Funeral. Superstition. Superstition. Superstitions still play an important part of life for many people in Vietnam. For example, a lot of people choose a favorable date for occasions such as weddings, funerals, or house moving dates. Some people may argue that being superstitious has no place in today's society. However, superstitions have existed in all human societies throughout history. As a country situated in Asia, where many mysteries and legends originate, Vietnam has also kept various superstitious beliefs about daily activities. There are numerous rituals related to daily activities. During the Vietnamese New Year, for example, many people believe that the first person who visits their home on the first day of the New Year will affect their life. Thus, they try to choose this person very carefully. If this person is rich, prestigious, or happy, then the family will have good fortune that year. People also believe that if you sweep the floor during the first 3 days of the festival, you might sweep out any wealth. For other things, such as setting out for an examination or starting up a business venture, people will try to avoid crossing the path of a woman as this may not bring good luck to them. As for traditional beliefs, Vietnamese people strongly believe in life after death. They think that their ancestors have gone to live in another world, so the altar is believed to be the place where the ancestors' souls live in. That's why on many days of the year, people not only lay the table for meals, but they also lay food on the altar so their ancestors will join them for the meal. Sự mê tín thì vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều người ở Việt Nam. Ví dụ, rất nhiều người chọn một cái ngày thích hợp cho những dịp như là đám cưới, đám tang hoặc là việc chuyển nhà. Một số người tranh luận rằng việc mê tín thì không có chỗ đứng trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên thì việc mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại trong tất cả các xã hội loài người qua suốt quá trình lịch sử. Là một đất nước nằm ở châu Á, nơi bắt nguồn nhiều truyền thuyết và huyền thoại, thì Việt Nam vẫn còn giữ rất nhiều cái niềm tin mê tín về các hoạt động hàng ngày. Có rất nhiều nghi lễ liên quan tới cuộc sống hàng ngày, các hoạt động sống hàng ngày. Ví dụ như là trong suốt thời điểm năm mới ở Việt Nam thì nhiều người tin rằng người đầu tiên đến thăm nhà họ vào ngày đầu tiên của năm mới sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Cho nên họ sẽ chọn cái người này rất là cẩn thận. Nếu người này giàu có, uy tín hoặc là hạnh phúc thì gia đình sẽ có sự may mắn vào năm đó. Mọi người cũng tin rằng nếu như bạn quét nhà trong suốt 3 cái ngày đầu của năm mới của cái kỳ lễ đó thì bạn sẽ quét đi sự giàu có hoặc là sự thịnh vượng. Đối với những việc khác như là chuẩn bị cho một kỳ thi hoặc là bắt đầu một công việc kinh doanh thì mọi người sẽ cố gắng tránh chạm mặt phụ nữ bởi vì điều này có thể không mang đến may mắn cho họ. Đối với những niềm tin về truyền thống thì người Việt Nam cực kỳ tin vào cuộc sống sau khi chết. Họ nghĩ rằng tổ tiên của họ đã đi tới sống ở một thế giới khác, cho nên bàn thờ được tin là nơi mà linh hồn của tổ tiên sống ở đó. Đó chính là lý do tại sao ở nhiều ngày trong năm thì mọi người không chỉ dọn bàn ăn mà họ còn để thức ăn lên bàn thờ để tổ tiên có thể cùng ăn với họ.